ra phụ mà cho đi quân không. À, với lại anh mua thêm mấy cái mà vỏ để nhựa để khách vô khách lựa cho dễ. Chưa được không? Đâu em mới về, mới lập. Đi rừng hay là đánh như pháp sư? Đánh pháp sư, có con này, thì có con trai thích chơi. À, ra đánh hay như vậy. Mùa này ra cũng mạnh đó chứ. Nhưng mà thấy nó đang chơi ghi đu cũng nhiều lắm nha. Mà không biết sao, không biết mùa này có mạnh không. Anh nghĩ em nên tư vấn đi thôi ạ. Anh tư vấn qua món khác á. Mai không có làm bao nhiêu thì con cũng về đây không? Kiếm đi.